Rồi, chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em lại lên tích Queen cho anh em ha. Đây là đầu tiên này con số 1 anh em. Đó, Queen này hôm nay lên mấy kỳ rồi anh em. Nếu rất là nhiều ha, nhưng mà có điều nó hơi lộn nha anh em. Đó, Queen nó tập lỗi nó hơi lộn xíu. Đó, con này bán liếu rất là tốt luôn nè. Ra cội có liếu luôn ha. Ra cội đồ chơi rất là tốt luôn. Đó, con này bán 1 triệu nha anh em. Đó, để quay cho clip nó liếu cho anh em coi ha. Em nhìn nó liếu rất là tốt luôn nha anh em. Động liếu rất là nhanh, tông liếu nhanh nữa. Con này nó đang khá ăn lửa anh em. Bộ liếu rất là nhanh luôn em. Bộ liếu rất là tốt ha. Rồi ok anh em, con số 1 nha anh em. Đó anh em là chốt mình nhắn cho em ha. Con này 1 triệu nha anh em. Rồi ok anh em. Ok anh em, lên cho anh em con thứ hai anh em. Con này 4 bộ này cực kỳ đẹp, liếu xù đầu nha anh em. Đó, con này liếu nghe lắm, liếu của anh rất là ngắn anh em, liếu tầm 4-5 âm nha anh em. Đó, con này nó chỉ có cái là nó lâu lâu anh em nó chụp nó ngoáy đó anh em thấy không? Nó chỉ có một loại đó duy nhất thôi nha anh em. Đó, nó chỉ có một loại đó duy nhất, còn chim là rất là thuần, chim rất là đẹp luôn. Đó, con này thì em bán là 600.000 nha anh em. Con chim hai mùa nha anh em. Rất là đẹp luôn nha anh em. Bạn bỏ đem con này ra gọi là chơi rất là tốt. Bộ liếu rất là ok nha, con này bán 600.000 nha anh em. Một bộ rất là đẹp luôn, một bộ con này là khỏi chê anh em, nhưng mà có cái là nó bị hơi bị ngoáy vậy thôi. Nó chỉ nhảy nó ngoáy thôi anh em, chứ không ngoài ra nó không có tật lỗi như nào hết anh em. Mỏ rất là đẹp luôn ha. Đó anh em nào chốt con này thì cứ nhắn cho em ha. Con này mới vừa xăm lông mới, lông mới cáo luôn nha anh em. Cao cầu dáng mỏng lông đẹp cực kỳ nha. Đó anh em nào chốt thì cứ nhắn cho em ha. Nó liếu lâu lâu nó có đá đuôi nha nè, nó có đá đuôi nhẹ nha. Xù đầu. Rồi ok anh em nào chốt này thì nhắn cho em ha. Rồi ok anh em, thì em cũng còn hai con hút mực anh em. Thì mới bán con lòng nhỏ rồi mấy anh. Nó thì mấy này bán 400.000 con mấy anh. Thì hôm nay nó cũng hót đấu vào mầm này mấy anh. Nó chim nó cũng chơi ra rai hết rồi nha mấy anh. Hót đấu rất là nhiều rồi. Đó hôm nay có hai con bán anh em 300.000 con luôn nha. Nó 300.000 con luôn. Bán xong rồi không có làm dùng hút mật này nữa anh em. Hai con này khỏe mạnh ăn cắm cứng hết rồi nha. Chim hót đấu là rai hết rồi mấy anh. Hót đấu là rai chơi ok hết rồi ha. Nó tại giờ bắt đầu nhập hàng về rất là nhiều nên em bắt cái làm dòng hút mật này anh em. Nó mà thấy không, nó hót nó rất hết rồi ha. Thì những cái con này anh em về anh em chăm tầm tháng nữa cho vô nhiều cái cây vô, tại đây không có cho trái cây anh em, chỉ để cám nước thôi, tắm cũng không có tắm nữa, là chim không có căng không có sung gì hết anh em. Nó nhưng mà nó cũng hót đấu là đây hết rồi nha anh. Nó mà anh cứ về mình nuôi ok là chơi thôi anh. Nó hai con này cám cứng khỏe mạnh hết ha. Thì một con là 300.000 anh em, nó giá quá mềm luôn rồi. Rồi ok anh em, mấy con này em cũng nuôi 3-4 tháng rồi nha anh, nó chim cũng 3-4 tháng hết rồi. Rồi ok mấy anh, thì anh em nào chốt nhắn cho em ha. Đó, nó nãy giờ nó cũng hót mầm đây đúng không anh. Rồi ok mấy anh. Rồi ok anh em, thì em lên tiếp cho anh em một ít than ha. Than bên em cũng còn ít hơn em. Nó còn bao nhiêu đây thôi, còn chắc tầm 50 con anh em, 50 con hơn ha. Đó thì còn dài quá tới đây. Thì đây vẫn còn rất là nhiều con đẹp anh em, thì em sẽ quay cho anh em coi ha. Thì cái này hôm qua mới tắm rửa cho nó sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi nè mấy anh. Em coi cái con 18 này rất là dài đòn.
Đó, qua hàng cũng dời lại, em bán bớt hàng dời lại ha. Đó, cái này là lô cũ nhưng mà em dời lòng lại rồi nha anh em. Đó, con 18 này nè. Đó, rất là đẹp ha. Rất là cao cầu luôn. Đó, con này rất là cao cầu, rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy không? Dáng ngủ hót chơi những con này là đẹp ha. Rồi, tiếp tục anh em, con này cũng đẹp, cũng bảy hàng, rất ok nè. Rất là cao cầu anh em. Đây, trong đây có một con nó bị xích cánh này nè, mặt hơi chạy xíu nha. Đó, đó những cái con mà mặt chạy gì thì em bán 200.000 nha anh em. Đó, mấy con mặt chạy bán 200.000 nha. Đó, đây con trên đây rất là đẹp nè anh em. Rồi, dưới đây nữa anh em, con số 17 nè, rất là cao đầu, rất là khủng long nè. Đó, những cái con ngỗng lông như vậy anh em về chơi rất là lẹ ha, nhanh hót lắm anh em. Giờ mình chơi lẹ cực kỳ ha. Đây, con 4 rất là mỏng lông nè. Con này rất là đầm nha, con 04 này rất là đầm nè. Nhảy không có lỗi luôn anh em. Nó buông cánh rồi mà nhảy rất là nhẹ nha. 04 nha. Đây, 133. Số 11 rất là đẹp nè, rất là mỏng lông như nên chung chim nha. Thì hôm qua nó có em có quay được một clip nó hót mấy cái con này, nó hót đấu sổng với nhau, thì để em quay cho anh em coi ha, em về vô cho anh mấy anh coi. Đây con 35 này có khả năng xòe nè em, nhảy đuôi nó bung ra rất là nhiều ha. Đó, nhảy đuôi bung rất là nhiều luôn ha. Đó, con này có khả năng xòe được nè em. Đó, con 35 nha anh em. Ba ok nè. Đây, đây còn những con nè. Con 21 rất là đẹp nè. Mũng lông dài đòn nha anh em. Đó, con trên con 21 luôn nè. Con này rất là siêu đánh đuôi, đẹp mở, nếu mà tháo cánh ra là đánh đuôi rất cao nha anh em. Con hồng cam này nha. Hèn đợt này thì rất là mỏng lông anh em. Đó, 124 nữa nè. Đây nè anh em. Rồi ok anh em, thì để em quay thêm mấy con hàng tuyển 400 cho mấy anh coi ha. Đây anh em, con số 8 rồi nha. Đây có 3, em ở đây em có 4 con hàng tuyển thôi nè. Đó, chỉ có 4 con hàng 400.000 thôi. Mấy con này thì em đang tập cám đó anh em. Nó những con này bóng bộ dáng dốc rất là đẹp nha. Mấy con này mà em cởi tháo cánh nó ra là nó sẽ cánh rất là đẹp luôn mấy anh. Hàng này thì đảm bảo cho anh em nha. Hàng chim mẫu hót thôi nhưng mà rất là đẹp nha. Nó con dưới này nè. Rồi con số 1 và con dưới thì anh em, con hàng 400.000 nha. Đó, con ghi chữ bao trống này mấy anh. Con số 8 này nè, con này rất là đẹp nè. Rất là cao cầu luôn, con này rất là cao cầu nha, mỏng lông cao cầu, dáng đứng rất là đẹp nha. Đó, anh em thấy không, mặt ngoài sáng sủa ha. Rất là đẹp luôn, chim cao cầu đẹp cực kỳ nha. Hồi nãy thì hai con này nó hót nhau nè, trong bốn cái con này là có một con nó hót á nè. Hót sổng á mà em không, cam em không quay được. Thì mấy anh chịu khó, nếu mà muốn qua thì mấy anh cứ qua cái thoải mái ha, ngồi mình coi chút xíu là mình sẽ thấy nó hót thôi. Đây con 126 nè mấy anh, cánh trắng rất là đẹp ha. Dáng cao cầu, mấy con này em tháo cánh ra rất là đẹp, nhưng mà nó ra dáng rất là đẹp. Đó, con 126 nha mấy anh. Mấy con này thì tướng tá rất là ok nha anh em. Rồi, con này luôn anh em, con lòng thòng ngoài cùng. Đó, em chỉ có 4 con này thôi, anh em nhanh tay mình chốt ha. Một con bán là 400.000 anh em. Một con là 400.000 nha, anh em bắt 2 con thì 750 ha, 2 con thì 750 nha. Đó, chỉ có 4 con thôi anh em.
chỉ có 4 con thôi. Rồi ok anh em nào chốt thì nhắn cho em ha. À quên nữa anh em, thấy trên đây em cũng còn có chim mổ hót nữa nè. Đó, mấy con mổ hót để trên đây. Thì mấy con này em đã tập cám, nó ăn cám sơ sơ hết rồi anh em. Thì chim em giống như hồi trước anh Long có nói thì em có tập cám hết rồi anh em. Chim về là em tập cám sơ sơ hết. Thì về nhà anh em rất là nhanh ha, anh em chăm nó rất là lẹ luôn. Mấy con trên đây thì bán chỉ có 300.000 con thôi anh em. Hàng ở trên lồng thì 300.000 một con nha mấy anh. Rồi ok mấy anh. Thì cảm ơn tất cả các anh đã theo dõi clip của em ha. Thì cũng chúc anh có một ngày mới vui vẻ ha. Một ngày cuối tuần tràn đầy sức khỏe của bên gia đình ha. Rồi ok anh em.